Dạ, cảm ơn Sài Cần Thơ, kính chào với cô chú anh chị bạn và cô chú bạn giao lưu. Hôm nay túi quý gọn gọn với mày vàng mini không em cô chú, cái mới vàng mà để cô chú anh chị xem cái nào, liên hệ trực tiếp với chỗ Hình Bình rồi đã bắt cho em clip cho cô chú mình xem nha. Dạ chào anh Linh, rồi, chào cô chú anh chị. Hôm nay con có về 14 phôi, 4 phôi mai vàng, 10 phôi tứ quý giao lưu cô chú. Địa chỉ con là sông Phụng, Long Phú, Sóc Trăng. Số điện thoại con là 039 4948 460, cũng là số Zalo của con. À, con vô clip ha. Cái số 1 là mai vàng. À, con có 4 cây mai vàng. Khi nào mà tới tứ quý con báo cô chú. Trước này là con vô tứ mai vàng ha. Ngày 2 cây dính rồi. Dạ. Ôm cũng cứng lắm. Nó không có sụp sạch được đâu, chắc nó dính luôn hả gì vậy. Nó hai thân hồi xưa chắc rồi. Rồi chắc hồi nhỏ tới lớn nó dính luôn rồi. Đông ngắt. Dạ. Nó không có rút lắc gì được đâu. Cô chú cứ để vậy chơi luôn. Dán nó cũng khéo khéo lắc lắc. Dạ. Cái này nó nhỏ mà nó già. Xương cành thì nó cũng mau chơi. Điều điều nữa. Dạ. Cái này dán lên xù chứ, xù cốm gì. Cho me không biết cái này kia mình sao. Không biết gì nó lại cây già đi. Rồi, cho nó xuống. Con đo tổng thể hai cây trước nha, rồi con đo từ cây lại. 36 hoành là tổng thể hai cây. Cây nhỏ. Cây nhỏ cho anh được 18. Cây bự được 22. Tổng chiều cao là 63. Đường kính bầu 38. Nó cũng có hai cái thân nó ôm lại, nó có cái củ cũng tròn tròn, nó nhìn cũng vững cái gốc của cô chú. Này đẹp. Dạ. Nó không có bị ốm gốc. Này gãy thẳng xuống. Dạ. Cái này là cây mai vàng nha cô chú. Khi nào mà tới tứ quý con báo. Rồi giá. Dạ, giá cây số 1 mai vàng này là 1.700.000. Rồi, 1.700.000 cây số 1. Tục cây số 2. Dạ, cây số 2 này là cây mai vàng. Gồm củ với quái, chè với quái. Dạ. Để nó sổ dài. Để to to sát sát ha. Cây này nó để bàn có duyên lắm mà cô chú, nó nhìn giống cái trái xài vậy đó, cái trái gì vậy. Gặp cho số nhìn cũng đẹp đẹp. Dạ. Này ghép sai đẹp hơn, nó sổ sổ xuống. À, này đo đâu đây, đó bây giờ đo cái cũ đi ha. Cái cũ được 28. Hoành. Hoành thân được 17. Tổng chiều cao được 35. Con tính cái độ xổm chỗ này đây đi ha, là được 20. Kính bầu 24. Rồi, giá. Giá cây số 2 mai vàng là 1.200.000. Dạ, phép đổi cây luôn. Dạ, phôi này cũng phôi mai vàng luôn cô chú. Cái này đều chấm mua sai còn gọn. Dạ. Củ ghế nó nôm nôm vậy đó. Đó, ghế to to. Cái này là cũng dây chắc một cây, hai cây dính, hai cây nữa. Cái này em không biết nữa. Cái này chắc nó ôm ghế, cái ghế nó lên á. Cái này thì em thấy nó cũng liền nè. Cô chú muốn chơi cái thân này thì chơi, không chơi mình cắt mình lấy cái củ ghế với mấy cái chồi này được. Nó gọn hơn. Cái lúc cái này lớn là già. Dạ. Cực non. Này củ ghế nôm nôm cũng coi được. Để đổ chứ có đầy đủ luôn. Cái dạ. Đổ luôn, bẻ xuống. Đổ thì cô chú chừa cái cần này bẻ lại. Con thì con cắt trừ hao vậy thôi. Rồi cho đồng số. Này nhìn. Cái này con đo củ ghế thôi ha. Rồi tổng củ ghế như vậy đi. Củ ghế này là 45. Cái thân đây được 14.
thân mẹ nó cái này là 22, xổm nôm được 20, tổng chiều cao 32, đường kính bầu 40. Cây này cây mã vàng con chú, lô này là con cây mới không, không có cây cũ, không có cây cũ clip nào được rồi hết. Cái này số đẹp điều. Dạ. Rồi, giá cây số 3 mã vàng này là 2.200.000. Dạ rồi, đúng không? Dạ, cây này là cái số 4 cũng mai vàng luôn. Chơi hàng mà muốn sai đẹp, đẹp là lạ. Cái chỗ này nó liền một khối cô chú, nó liền từ cái lưng của cây này ra, nó không ôm mà nó liền luôn. Nó một cái rễ này thì ra. Nha hai cây con. Ba cây mà em cắt hết cây nữa rồi, bốn cây lận. Thấy nó bị gối quá, cắt ra cho thoáng. Để ghế to bự bự điều. Lắc lắc, cái bự mẹ, lắc lắc, bye bye. Rồi, vô thông số hả? Rồi, thông số. Để điều ghen. Điều ghen. Thân chính này được 21. Tổng. Đó trên này đi. Tổng cái đường dài của cái cụm này được 50 57. Thân giữa bự này được 17. Tổng chiều cao của đột nghiêng này là 65. Xổm nôm được 18. Đường kính bầu 40. Và thử cái củ rễ này kìa. Củ rễ ở đây là được 100, là 1 mét cô chú. Nó sổm sổm xuống đẹp. Dạ. Đó, giá. Giá cây số 4 mai vàng này là 2.500.000. Thì gọi phép nó nhỏ gọn mà dài dài. Dạ, cái này là tới tứ quý cô chú. Cái gốc của nó là gốc tứ quý. Ở trên này chủ nhà người ta ghép là cúc 150 cánh. Ở trên này là 150 cánh mai vàng ha. Gốc này thì gốc tứ quý. Cô chú có chơi cúc thì cứ giữ này lại chơi, còn không ấy thì mình cắt bỏ. Người ghép một cúc một tên cánh. Dạ, ta ghép chủ nhà ta ghép rồi. Để nó cũng sớm sớm. Sớm kéo dài dài. Gốc này là gốc tứ quý nha cô chú. Cái này là trên đây là mai vàng. Cô chú ấy thì giữ chơi, còn mấy mình cắt lại. Mình ghép cái khác theo sở thích. Mày có cồng rễ nó bị này xem hả? Xem đi. Dạ đúng rồi, cái này có một cọng rễ nó bị lũa mà con móc cái sạch này tới thịt tươi nè. Có cọng này thì con móc chưa kỹ, không cái lòng này nó ít. Cọng này thì nó còn sống nha, con móc cái thịt khô ra hết rồi. Rễ nhiều, sổ dài dài. Cây này của chủ nhà người ta ghép người ta chơi rồi. Cây ở dưới đất không cô chú, cây khỏe mạnh. Ghép con lâu rồi. Dạ lâu rồi, cái tàn cũng bự lắm nhưng mà nó không được đẹp rồi, cũng cắt rồi. Rồi cho thông số, cái số 5 của tôi quý. Quỳnh thân đây được 18. Tổng chiều cao cái nghiêng nghiêng này là được 50. Sổm nôm nghiêng về được 22. Đường kính bầu 30. Rễ nó cũng đặc,
bự nha cô chú. Đó to không? Dạ, con ghế này nó cũng bự, nhìn nó cũng có duyên lắm. Cái cọng này là cọng ghế tươi, nó treo con cắt chứ không phải cọng ghế khô nha cô chú. Con cắt cô chú có mua về xài được thì xài, không xài thì mình cắt bỏ. Rồi, giá luôn cây số 5. Dạ, giá cây số 5 tứ quý này là 1.500.000. Gọi phép đổi phôi 1.500.000 cây số 5. Tiếp theo số 6. Dạ, cây này cũng cây gốc tứ quý ghép mai vàng, nhưng mà cây này thì chủ nhà ghép là ghép giảo. Dạ, thằng lắc lắc. Dạ. Gốc thì gốc tứ quý, khúc trên này là mai vàng mà chủ nhà ghép bông giảo. Ghế này đẹp, ghế gom luôn. Chắc cây này hồi xưa chủ nhà mua cây chợ đồ về chơi để tới giờ quá. Cái này con không dám chắc nữa. Ghép cũng lâu vậy, bò bự. Lâu rồi. Gốc quý ghép đẹp. Này mình chơi bông giảo thì mình để luôn. Tại vì cái này chắc ăn là con thấy cái bông giảo rồi đó. Đế gom đẹp. Cũng gọn. Chặt chân xuống. Mặt này chẳng dễ đâu. Hoành thân được 23. Đó cái cũ á. Cái cũ được 32. Tổng chiều cao được 56. Đường kính bầu 32. Thân này nó cũng bự nha cô chú. Muốn chơi vậy thì để còn thoáng lại thì mình cắt bớt một hai cành cũng được. Này cũng quay quái. Dạ. Rồi giá luôn. Giá cây số 6, cây tứ quý ghép là 2 triệu. Số điện thoại. Số điện thoại con là 0394948460. Số Zalo của con luôn. Gọi phép đặt phố. Dạ, phôi này là phôi tứ quý cô chú. Phôi này có cái vết nó bị chạy da đó, hồi xưa cái cây này nằm trên cái sân đan nó đập nó hơi bị chạy chỗ này một chút. Nó không có bị hư bị lũa. Mấy thẹo này là thẹo mới con cắt không à. Có bị dập da chỗ này một chút. Cho mấy ghẻ này chiêu chiêu rồi cắt bỏ người không. Dạ. Phôi mình chỉ cần đẹp đầy đủ. Em một phập bự bự. Đế thì hai cọng ghép không đẹp được. Dạ, gốc nó nằm hơi thú. Cầm chân xuống. Hoành thân này được 34. Tổng chiều cao được 42. Đường kính bầu 46. Cái này nè, nó không có sỏm đâu mấy cô chú, này nó cũng có 4 năm công ghế bự bự vậy thôi. Kiểu hình là hả? Dạ. Này thì nó cũng lắc mà nó hơi nghịch bể. Chơi cũng được được. Rồi giá luôn. Giá cây số 7 tứ quý này là 2.300.000. Giá gọi phép đổi phôi 2.3 cây số 7 tứ quý. Cổ sao tứ quý không? Dạ. Này tứ quý khúc sau tứ quý có 4 cây mai vàng cô chú. Dạ cây này cũng cây tứ quý luôn, cây số 8. Cây này củ rễ nhìn nó cũng đẹp đẹp. Nó gọn. Nó có sổ ra mà bự nở. Dạ. Điệu gom. Có con củ rễ hơi quái quái kìa. Dạ. Nó mình xài mình ghép vô đây cũng vẫn được. Chỉ cành thì ok nhiều. Dạ. Cái này cô chú cứ mua về cắt lọc lại đã đẹp hơn, con cũng để trừ hao vậy thôi. Kiểu bằng tay một phút. Dạ.
gồm cho đông số luôn, gốc nó cũng to to bự bự phì phì. Con coi trên đi, bỏ nhánh dưới đi. Này được 26 hoành. Mình luôn tính luôn nhỏ này thì được 32 hoành. Là mình quấn luôn chùm cũ. Cái cây này là cây nạc nha, chín ở trong cô chú, chứ không phải là nó gầy. Đường kính bầu 36. Tổng chiều cao 84. Này nó nói chung là nó cũng gọn. Nó liền nè cô chú, nó không phải ôm. Mặt bên này thì mình thấy nó ôm nè, nhưng mà chắc bên này nó liền nè, liền một khối của cái gốc. Đây là do. Dạ. Rồi, giá. Giá cây số 8 tứ quý này là 1.700.000. 1.700.000 cây số 8. Dạ. Giá gọt phép đổi phối luôn. Dạ, phôi này phôi tứ quý cô chú. Cây này lúc con bứng sân đan á, đập nó hơi bị chảy da nhiều cô chú. Cục đan còn gì? Dạ, cục xi măng nó dính nè. Nó bị chảy mấy lỗ. Thấy nó rễ to, đều tứ diện, một bự, thưa thưa mà bự đều. Đợt này thì con cây lùng thì nhiều, có hai cây xương cành cao có hai cây. Chì cành ok, diệt tàn đầy đủ. Nó có một cây này với cây đó, hình như nó hai cây nó hơi giống giống. Đúng rồi. Thì mấy cái này thấy con bự bự cũng dài dài chứ. Dạ. À, con nhắc lại ha, là con có 4 phôi mai vàng thôi, còn là 10 phôi là tứ quý. Đọc trong số này luôn. Rồi vị trí giờ là được 30. Hoành 30. Tổng chiều cao 44. Đường kính bầu 37. Này thì nó có 4 5 cộng rễ bự. Nó cũng chia đều. Dạ. Để bên bệnh cái này do cái miếng đan thôi, nó dạ, nó đè lên nó đè. Mình đập nó phải tét da. Dạ. Rồi giá. Giá cây số 9 tứ quý là 1.700.000. Giá gọi phép đối số. Tiếp theo cây số 10. Dạ, số 10 này cũng tứ quý luôn cô chú. À, hai cây này là nó gời hẳn luôn cô chú ơi, nó chỉ có ôm rễ thôi, hai cây này nó không có liền, nó gời, nó ôm rễ qua nó cũng cứng. Dạ. Cây này nếu mình xả bầu là mình gỡ ra được, còn mình để vậy chơi thì vẫn để được luôn, nó cũng cứng lắm. Để thì rễ nó cũng được được thôi nha cô chú. Dạ. Được cái là hai cây dính với nhau gần gần sát nhau. Rất là vườn khóa trồng cái dạng cặp cặp, có đâu có cặp phu thê. Ừ. Gặp gặp cây này cũng mười mấy hai chục năm lên bự. Gặp cho trong số này cây tạng là ghép con đo hai thân riêng đi ha. Một thân này là được 26. Thân này cũng 26 luôn. Tổng hai thân được 45. Tổng chiều cao được 48. Đường kính bầu 38. Cái này khỏi tính sổm nôm hả cô chú? Rồi, giá luôn. Giá cái số 10 tứ quý là 1.600.000. Như gọi phép nói thôi. 1.600.000 cái số 10. Tiếp theo cái số 11. Dạ, cái số 11 cũng tứ quý luôn.
bao xay gọn gọn dạ. Dê là lùng lùng dê là không có quái không được nữa. Theo cái tự nhiên cây cành thì cành miếng ok còn cắt là cắt chữ hao thôi cô chú về cắt lại mấy cái này thì nó cắt ba bốn thang mình giật cắt thì cũng chơi được rồi mình ghép cũng chơi được rồi. Để ghép thằng đa luôn cũng đẹp đó nhiều tàn kính bông gỗ gộp trong số này luôn. Là vị trí này được 29. Dạ, 29. Tổng chiều cao được 38. Đường kính bầu được 35. Con tính xổm nôm vậy đi ha. Xổm tới cộng rễ như vậy nè. Là được 15. Rồi, giá cây số 11. Giá cây số 11 là 1.200.000 cây tứ quý. Nhìn cũng đẹp đấy. Cho phép đổi phôi luôn. Mấy cái dày dạng nhỏ nhỏ như dạng chứ lâu năm vậy. Dạ phôi 12 này cũng phôi tứ quý luôn. Này là chi cành ghép ok. Đế gãy cũng được được chi thì điều. Dạ. Người ta to. Trong cây già thì nó cũng không còn được đẹp nhiều. Cũng cây đẹp bây giờ bây giờ dạ. Sưu tầm hết trơn cả hết rồi. Mua hết rồi này giờ còn bự cũng chứ không ra cũng nhiều để nhỏ gì là quý lắm chừng vài năm nữa tôi quý bự hết luôn dạ. Tôi quý thì nó cũng lâu lớn mai vàng mấy cái này tầm cũng vài chục năm chứ cũng chứ quá dừa đâu giờ tại vị trí này được 30. Dạ, khoảng 30. Tổng chiều cao 37. Đường kính bầu 30. Rồi, cây số 12 vô luôn giá. Dạ, cây số 12 tứ quý giá 1 triệu. Gọn dạ. Nó cũng 30 thì cũng không bự gì nhưng mà nha, vừa vừa cái này cũng dễ chơi cô chú ơi. Cũng lùng lùng. Dạ, phép đã phôi luôn cô chú ơi. Dạ, phôi này cũng tứ quý. Cây này thì có xương cành coi cũng đẹp, cũng đều. Chỉ cần đầy đủ đều, to dạ. To. Một cây lắc lắc, trực lắc cái thân. Còn có hai cây tàn đều cỡ này con được cây nữa là hết rồi có hai cây tàn cao cao bao nhiêu lùng là nhiều đấy cũng được quái quái dạ để đều đều gom gom lại đều vòng 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 xong chỉ cần ok cho đồng sống bình thân thì được 27 quạt 27 dạ tổng chiều cao được 96 thoát thân tới cành 1 là được 39 đường kính bầu 38 38. Rồi giá cây số 13. Giá cây số 13 tứ quý giá 2 triệu. 2 triệu cây số 13. Gọi phép đổi phôi luôn. Dạ, phôi cuối cùng cuối clip của con là 14 cũng là phôi tứ quý của chú. Cây này xương cành nó cũng vậy cây kia.
chỉ cần ok. Dạ. Đều. Nó đều. Cái bù kia lại. Thì nó cũng đều mà nó hơi thưa. Rễ thì nó quái quái nữa, nhưng mà được bù là chỉ cần đẹp. Dạ. Bù chỉ cần quá đẹp luôn. Một cốt thẳng luôn. Chỉ cần đều. Gặp cho nó sống. Vị trí được 28 hoành. Vậy hả cô chú? Đó, hoành 28. Tổng chiều cao được 98. Sổm nôm như vậy là được 10, 12, 13 vậy đó. Đây con lo cộng gãy bự kìa. Cộng gãy bự này được 24. Ở dưới này nó vẫn còn rễ nha cô chú. Tại vì nếu mà con hạ nữa thì sợ nó yếu á. Phần ở dưới này nó còn rễ. Mình xài hai cộng rễ nó chồm chồm lên vậy cũng được. Rồi giá luôn, cây số 14. Dạ, giá cây số 14 cuối clip của con là tứ quý 2, giá 2 triệu. 2 triệu cây số 14. Dạ. Thoát thân này tầm chắc gan con là có nhánh rồi. Dạ, hay thất. Dạ rồi, dạ. Chào anh Linh, chào cô chú. Dạ rồi, chào anh Bình. Dạ, chào cô chú anh chị bạn luôn. Thì có chút xem cái nào hay tiếp cho mình đứt kênh nha. Không sai con gọn đẹp đẹp. Rồi, trân trọng kính chào của cô chú anh chị mình đây.